Vâng, Xuân Bộ xin kính chào các bác. Vâng, trước mặt các bác đây là cái lô loa Maygo mà em đã về được cách đây được 2 ngày. Đây là dòng loa Maygo với cái màu đen của nó là V12MK2. Với công suất của nó là 500W một thùng, trợ kháng 8 ohm và cái dải tần của nó đánh từ 40Hz cho đến 20.000Hz, là một cái dải tần của nó là cực kỳ sâu và rộng các bác nhé. Thì đây là một lô loa bản Pro. Bản Pro, bản đời cao, gần như đời cao nhất của hãng Maygo rồi. Và nếu chúng ta để sở hữu một đô la này, hàng mới tại Việt Nam mình, thì chúng ta phải bỏ ra cái giá tiền tầm khoảng 30 triệu đồng. Nhưng hôm nay cửa hàng bên em đã về cho các bác được một lô loa hàng bãi, có thể nói là đẹp xuất sắc. Tất cả những chiếc loa ở đây, tất cả từng cái một, không có một chiếc nào bị xứt sẹo, chảy xước, méo, hỏng, mất hay lứt gì cả, đang còn sơn zin 100%. Có chăng còn chỉ là những hạt bụi nằm lệ trên cái loa thừa hàng bãi. Còn hoàn toàn đôi loa là phải nói là tuyệt vời, bao zin cho các bác 100%, hàng đẹp nguyên bản các bác nha, hàng đẹp nguyên bản, không xứt xẻo, không gì cả, hàng đẹp nguyên zin chính hãng 100%. Và cái lô loa này em về cho các bác tổng cộng của nó là tầm khoảng độ 60 cặp gì đấy, hơn 60 cặp thì đây là nó mất một ít thôi. Còn một ít thì bọn em chưa tháo thùng và đang để bên kho bên kia. Và tất cả hàng đang rất là đẹp, rất là đẹp. Dòng loa Maygo thì chắc là mọi người đã từng biết bên em đã bán những cái model nào, là S800, là S900 và là S10 và là S1000. Đó là tất cả 4 model. Thì tất cả những 4 model này cái giá thành của nó chỉ tầm 4 triệu một chút thôi. Nhưng đã đổi lại được tất cả những ý kiến những khách hàng đã sử dụng, phản hồi lại bên em thực sự là một điều tích cực. Và gần như bên em đã quyết tâm lấy bằng được lô này. Đó là ai cũng phải mê mệt vào chất bát và dải tép của cái loa Maygo này. Thực sự quá là mềm và hay. Trong tất cả tầm giá đó thì thực sự kể cả BMB cũng không thể theo được loa Maygo về chất âm các bác nhé. Và cái hôm nay em về cho các bác một cái bản và nó là đời cao. Và cái lô loa này thực sự là đã nhiều người đã biết rồi. Một lô loa mà đã một năm trời bọn em theo đuổi một năm trời để quyết tâm sở hữu bằng được cái lô loa này về phục vụ cho các bác, để mà chúng ta được chiêm ngưỡng những kiệt tác mà bên hãng Maygo họ làm cho chúng ta. Về thùng vách bên ngoài thì nó bên hông nó có cắt CNC chúng ta chữ Maygo bên hông, hai bên hông các bác nha. Và loa này là loa cân họ làm cho chúng ta một cái tay cầm ở phía sau chứ không làm bên hông. Bên hông thì họ cho chúng ta cái vỏ bắt bát để chúng ta treo ngang trong phòng karaoke. Thiết kế của nó thì rất là đẹp. Phía trước cho hai dải vát bằng màu vàng rất là sang trọng, tem logo của Maygo có thể xoay được. Đấy, chúng ta có thể xoay được. Một điểm nhấn là cái e căng nó vát theo hình chữ hình tứ giác, và có một cái điểm nhấn một vàng ở đây giống y chang những cái đời lo trước, rất là sang trọng các bác nha. Sơn thì sơn phun sơn sần bóng, và tất cả sơn này đang là sơn zin hết cho các bác, không hề bị chảy xước, phải tút lại gì cả. Sơn đang là sơn zin 100% các bác nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để chúng ta chiêm ngưỡng nội thất bên loa, cái loa này xem nó như thế nào, có đáng đồng tiền không các bác nhé. Đây thì chúng ta đi vào nội thất bên trong. Thì các bác nhìn nội thất bên trong gần như là tất cả từ bên ngoài bên trong, gần như chiếc loa đang rất là đẹp luôn, gần như là hoàn hảo. Từ cái phễu tép đến cái bát, chúng ta nhìn cái bát đây thì bát này từ tầm khoảng 19 các bác ạ, từ khoảng 19, từ cái tay của em tầm khoảng 20 thì em ngang đang còn dư một chút nữa này, thì từ này từ khoảng 19. Tem 7 màu, tem của 7 màu đặc trưng của hãng Maygo, tất cả những hãng Maygo chính hãng, những bản đời cao nó đều phải có tem 7 màu này các bác nha. Và bên hông đó là một cái tem Maygo, là tem bát với cái mã bát đó là V121F đấy, V12LF F. Lấy chạm pin là chạm loa, tất cả mọi thứ đang rất là đẹp các bác nha. Đấy, chính xác 19 đấy, chính xác 19 luôn các bác này, thấy không, chính xác là từ 19 luôn đấy, đã lùng thước đo chính xác luôn. Côn của nó thì đây là dòng côn hở các bác nha. Và cái đặc biệt của cái côn này đây là dòng côn đen các bác nha, chứ không phải là dòng côn bình thường, mà đây là dòng côn đen. Các bác nhìn qua cái khe hở là có này, cái khe hở này nó sẽ tạo ra cái côn nó mát hơn và làm cái côn nó tỏa nhiệt nhanh hơn các bác nha. Thì cái côn hở này em luôn luôn khuyến khích các bác là rất là dễ để phân biệt hàng thật, xin lỗi hàng zin và hàng đã bị làm lại. Thì chúng ta chỉ cần nhìn qua những cái khe hở này,
giờ em qua điện thoại thì khó nhìn, nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng mắt thì nó sẽ rất là dễ. Chúng ta sẽ thấy được bên trong là cái côn này đã bị thay hay chưa thì rất là đơn giản. Và cái côn này nó chỉ là côn 76 thôi, nhưng nó cho ra công suất tới 500W một thùng các bác nhé. Công suất làm việc là tới 500W một thùng. Thực sự là một điều đáng nể, nó giống như cái dòng loa EV. Các bác để ý dòng loa EV mà dòng loa Mỹ ấy, thì thực sự cái từ nó chỉ khoảng 15. Chỉ khoảng 15 thôi, nó rất là nhỏ. 15, 16 nó rất là nhỏ, nhưng nó cho công suất tầm 400-500W một thùng. Thực sự rất là đáng nể các bác nhé. Rất là đáng nể luôn. Và đây là cái công nghệ nó dùng dòng côn điên rồi, chứ không phải là côn thường nữa. Phía trước cái loa, cái bát loa thì đây là dòng gân hai sóng. Dòng gân hai sóng có tẩm dầu các bác nhá. Gân hai sóng tẩm dầu. Rất là đẹp. Đang rất là đẹp luôn. Thực sự chất lượng đang còn rất là tốt. Phễu này. Những cái phễu kêu đổ họ rất là đều. Rất là đều các bác nhá. Chắc chắn. Thì những cái kêu đổ kiểu này thì em nghĩ không bao giờ bị bong. Còn nhiều hãng họ bôi rất là cẩn thận, họ bôi rất là ít đấy. Họ bôi quân chút kêu thì khi mà sau sản phẩm sử dụng á mà chúng ta đánh ở hiệu suất cao thì đa số là những cái phễu này có trường hợp nó bị bung ra. Với cái phễu kiểu này thì không phải là lo là những cái kiểu họ bỏ quá là nhiều, rất là nhiều và đẹp các bác nhé. Đấy. Chúng ta đi vào bên trong cái tép. Đây là cái tép của Maygo. Đương nhiên là hàng xịn chính hãng này nó phải có cái tem bảy màu ở trên đỉnh rồi, đó là chắc chắn các bác nhé, phải có tem bảy màu trên đây. Và cái tem này là tem mã thép V12HF là cái mã thép với dòng model này. Đấy, nhìn rất là khôn, rất nặng các bác nha. Nếu các bác nhìn kỹ cho em thì nó hơi giống chắc của hãng BMX đấy. Đấy, nhìn rất là chất luôn. Điện thoại em là nó nắng quá nó cháy sáng quá, nó bị cháy sáng. Đấy, nhìn rất là đẹp các bác nha, nhìn hết cho các bác luôn. Phân tần đây, Maygo thì họ làm phân tần khá là đơn giản, họ không hề làm to hay làm kỹ đâu. Tất cả những dòng phân tần của Maygo họ làm rất là đơn giản, nhưng thực sự nó cho ra cái chất âm mà nó là sạch và tiêu bắt uy lực các bác nhé. Tất cả những con chở đây nó đều là con chở cong các bác nhìn này. Con chở thứ này nó không phải chở thẳng bình thường, nó là một chở loại chở cong. Nó cong quát vát giống như thế, thì cái hình yên ngựa vậy đấy. Đấy, nó cong cong lên đấy các bác nhìn thấy không. Và đây quần cảm rất là to, đấy quần cảm rất là to luôn, nhìn rất là đẹp các bác nhé, rất là tuyệt vời. Đây có thể là sản phẩm em phải nói là đẹp gần như là tuyệt hảo. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn chứ không cần chúng ta phải đánh giá 100% nữa. Và cho các bác đến cửa hàng bên em thì chúng ta được sử dụng sản phẩm mà nó là chất lượng. Và với cái giá thành của đôi loa này, bên cửa hàng em hiện tại đang bán nó là 12 triệu đồng. 12 triệu đồng các bác nhá, 12 triệu đồng cho một đôi loa Maygo. Và bán bao hay cho các bác luôn. Bán bao hay luôn các bác nhá. Một sản phẩm mà nó là cực kỳ chất lượng và chúng ta đáng để sở hữu trong năm nay. Đây là thời điểm mà cái giá thành nó sẽ ok nhất trong năm. Đây là cái thời điểm mà nó khẳng định các bác là thời điểm này là thời điểm mua giá nó sẽ ok nhất trong năm. Và nếu qua thời điểm này thì các bác sẽ phải bỏ những đôi loa này. Nếu mà gần Tết thì chúng ta phải bỏ ra tầm 13 hoặc 14 triệu tùy từng cái thời điểm. Và cái giá cả và đương nhiên là cái tiền qua bin nó sẽ khác, thì giá sẽ cao hơn. Thế thì đây là cái cơ hội chúng ta sở hữu một đôi loa chất lượng mà với giá thành hợp lý các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào và hẹn gặp lại.